rồi các con, bể bơi đã sẵn sàng rồi. Đợi một chút nào con yêu. Mình bơi kèm trong nắng vào để bảo vệ da dưới ánh mặt trời. Nào con hãy nghe lời. Con chẳng muốn bôi kem này. Con hãy làm theo ba thế này. Bôi kem vào nhé con. À, bảo vệ da mình cùng bôi kem. Vâng, con làm theo ba. À. Giờ cần đôi mũ con đã vì mình đi dưới ánh mặt trời. Bảo vệ con khi chơi. Con không đợi mũ đâu. Trạm cứu hỏa. Xin chào. Chào mừng các bạn đến với trạm cứu hỏa. Đến đây nào bé John. Hãy cùng xem xe cứu hỏa. Kìa người lính cứu hỏa ơi, bạn đang ở đâu? Có tôi này, bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, đây là cái gì? Bé yêu à, đây chính là vòi phun nước này. Lính cứu hỏa John, kiểm tra chiếc vòi nào. Kìa người lính cứu hỏa ơi, bạn đang ở đâu? Có tôi này, bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, đây là cái gì? Bé yêu à, đây chính là một chiếc thang dài. Hãy nhìn đây. Bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, đây là cái gì? Bé yêu à, đây chính là còi bao động.
hãy nhìn những cái nút này. Mẹ John có muốn ấn không? Kìa người Linh Cứu Hỏa ơi, bạn đang ở đâu? Có tôi này, có tôi này, bạn muốn giúp gì? Kìa người Linh Cứu Hỏa ơi, đây là cái gì? Bé yêu à, đây chính là trang phục Linh Cứu Hỏa. À, tôi có ý này. Mọi người có muốn mặc thử trang phục Linh Cứu Hỏa không? Yeah! Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Kìa người Linh Cứu Hỏa ơi, bạn đang ở đâu? Có tôi này, có tôi này, bạn muốn giúp gì? Kìa người Linh Cứu Hỏa ơi, lên xe với tôi. Hãy đi nào, hãy đi nào, Linh Cứu Hỏa. Hãy chú ý, lính cứu hỏa đi làm nhiệm vụ nào. Cảm thấy ấm hơn chưa? Rồi ạ. Milly cũng ấm rồi. Mẹ ngửi thấy mùi bánh nướng. Đừng nên chạm vào. Đợi một chút nha. Cẩn thận nhé con. Lò nướng rất nóng. Mình dùng robot kiểm tra nhiệt độ. Rất nóng đây. Mình không được chạm. Bánh nướng xong rồi đây. Yay! Nhưng chờ chút nhé, vì chúng đang
rất nóng ạ. Chính xác. Cho thêm kem mát lạnh lên bánh. Cảm ơn ba. Willy, cậu thật là tuyệt. Nhóm nhóm. Kìa ba. Sao thế con? Là ba ăn kem phải không? Không, bé ơi. Thật sao? Đúng đó con yêu. Ba hãy mau ha miệng. Ha. Xin lỗi nhé, cháu không đủ chiều cao để chơi. Em
chiều cao. Nhìn này, sẽ không an toàn khi chơi. Nhìn kia, nghe lời và đi theo chị nhé. Ta chơi trò chơi khác. Em đã đủ chiều cao. Khi chơi mình làm theo quy định nhé. Công viên giải trí đây, cùng nhiều trò chơi rất tuyệt. Bọn mình chơi với nhau thật là vui biết bao. Hãy cùng đến công viên nào. Các bạn nhà kính đi thế nào? Yay! Đợi đã, cháu phải có vé mới vào được. Con yêu nhìn xem nhé. Máy bán vé rất thú vị phải không? Máy bán vé, ta cho tiền vào và nhấn nút. Vé xuất hiện rồi đây. Hãy sẵn sàng nào con. Chúng mình cùng chơi thật vui. Công viên giải trí đây, cùng nhiều trò chơi rất tuyệt. Bọn mình chơi với nhau thật là vui biết bao. Hãy cùng đến công viên nào. Các bạn kẹo bông gòn yum. Ok, Leo đã sẵn sàng rồi cả nhà ơi. Cả nhà đã sẵn sàng chưa? Con, ánh sáng. Anh sẽ đi lấy một ít bánh quy và sữa. Giờ ta chỉ một mình. Trong bóng tối một mình. Cái bóng kia kìa, nó là thứ chi? Trông giống như quái vật đến bên ta. Nào ta kiểm tra. Nơi chúng nó đến ở đâu? Nó chắc là con quái vật tôi sợ lắm. Trong đầu, ôm có tiếng chim.
yêu, con bị ốm rồi. Đừng lo lắng, bác sĩ sẽ giúp con tốt hơn. Bạn nhỏ tiếp theo, Sophie. Vào trong thôi, bé ngoan ơi, bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám kia sẽ rất thú vị. Đây chính là máy chụp để bác sĩ thay vết thương. Hãy đứng vào đây nào, em bé à. Đu đu dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. Đu đu dũng cảm lắm, con rất tuyệt. Giỏi lắm, Sophie. Con có thể chọn bất cứ thứ gì con thích. Cái này ạ. Yay. Giờ đến lượt Jacob. Vào trong thôi, bé ngoan ơi, bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám đây sẽ rất thú vị. Xem cân nặng xong mình, đo chiều cao nữa nha. Hãy đứng vào đây nào, đo xong mình chơi bé à. Đu đu dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. Đu đu dũng cảm lắm, con rất tuyệt. Con thật dũng cảm, Jacob. Muốn lấy đồ chơi không? Xe tải ạ. Anita, đến lượt rồi. Vào trong thôi, bé ngoan ơi, bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám đây sẽ rất thú vị. Bác sĩ ơi, kiểm tra này, đo nhịp tim của mình. Bé hãy ngồi ngoan nào, đo xong mình chơi bé à. Dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. Đu đu dũng cảm lắm, con rất tuyệt. Con có một trái tim khỏe mạnh. Chọn một thứ đi nào. Chim cánh cụt đáng yêu. Đến lượt con rồi, Charlie. Vào trong thôi, bé ngoan ơi, bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám đây sẽ rất thú vị. Bôi thuốc vào vết thương này để nhanh khỏi đau bé à. Không sao đâu mà, không hề đau chút nào. Đu đu dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. Đu đu dũng cảm lắm, con rất tuyệt. Tốt lắm, con là một cậu bé dũng cảm. Giờ con hãy chọn đồ chơi mà mình thích đi. Robot ạ. Và giờ đến lượt bé John rồi. Ôi bé yêu, bác sĩ sẽ giúp con tốt hơn. Vào trong thôi, bé ngoan ơi, bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám đây sẽ rất thú vị. Bé đã bị sốt rồi, mình nên uống thuốc ngay. Sẽ dễ chịu hơn nhiều, em bé à. Dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. Đu đu dũng cảm lắm, con rất tuyệt. Bé John, con là một bệnh nhân tuyệt vời. Con hãy chọn một món đồ chơi mà con thích đi nào. Máy bay, máy bay. Zoom, zoom. Nhưng tạm biệt. Ôi, con yêu, con đã khỏe hơn nhiều rồi. Chúng ta đã có rất nhiều kẹo rồi. Ừ, anh có nhiều hơn em cơ. Quay thu Halloween đang đến kìa em. Chúng ta mau chạy nhanh thật nhanh. Nhìn rất đáng sợ nhưng quay thu kìa. Chạy ngay đi nào, chúng đang đuổi theo mình. Thu Halloween không có thật đâu, sẽ không sao mà ba ở bên. Các con yêu à, hãy xem đây, nó không phải là quái vật đâu.
thận. Đi với anh bé John. Băng mà bay lên ở đằng kia, tránh xa đi đừng đến gần tôi. Nhìn kia anh chị em sợ lắm, phải làm sao giờ? Halloween không có thật đâu, sẽ không sao mà ba ở bên. Các con yêu à, hãy xem đây, nó không phải là quái vật đâu. Đợi đã, đây là bingo mà. Của gia đình cá mập. Kìa mập bé tút 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 tút, lại đây chơi tút 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 tút. Kìa mập bé tút 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 tút, hãy tới đây. Chạy đi ngay tút 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 tút, mình sẽ bắt tút 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 tút. Chạy đi ngay tút 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 tút, chơi rất vui. Mình cùng nhau tút 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 tút, đôi ba ba tút 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 tút, cùng thi đua tút. Lắm các con. Cùng thi đua tút 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 tút, dùng gậy sắt tút 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 tút, mình chơi nhé tút tút tút, xem ai thắng cuộc. Mình sẽ chiến thắng tút 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 tút, nhìn xem đây tút 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 tút, mình sẽ chiến thắng tút 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 tút, cố gắng thôi. Nào xong lên tút tút. Hoàn thành rồi.
bơi này tuyệt quá. Chúng mình đi bơi thôi. Được đi bơi mình rất vui. Chúng ta đi bơi mẹ và ba. Được đi bơi mình rất vui. Sương nắng ngày thôi thật rất tuyệt. Ánh nắng chói chang sẽ không tốt đâu mà. Kem chống nắng giúp con bảo vệ da. Trước khi xuống bơi, con hãy bôi kem này. Con cần bảo vệ làn da của mình. Con còn muốn bôi kem không? Dạ có ạ. Giờ mình cùng bôi kem. Vâng thưa ba. Được đi bơi mình rất vui. Chúng ta đi bơi mẹ và ba. Được đi bơi mình rất vui. Sương nắng ngày thôi thật rất tuyệt. Hãy nhớ khi chúng ta đi bơi, áo phao giúp mình nổi trên mặt nước. Nếu bé yêu vẫn chưa biết bơi, dùng phao này sẽ thật ngầu đấy. Các cháu đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Hãy cùng nhau xuống nước nhé. Dạ vâng ạ. Được đi bơi mình rất vui. Chúng ta đi bơi mẹ và ba. Được đi bơi mình rất vui. Sương nắng ngày thôi thật rất tuyệt. Hãy nhớ khi chúng ta đi bơi, cần phải luôn đi cùng với nhau. Nhớ trước khi ta xuống nước bơi, luôn ở bên ba mẹ mình nhé. Các cháu đã nhớ chưa? Dạ rồi ạ. Hãy cùng xuống nước nào. Dạ vâng ạ. Được đi bơi mình rất vui. Chúng ta đi bơi mẹ và ba. Được đi bơi mình rất vui. Sương nắng ngày thôi thật rất tuyệt. Hãy nhớ khi chúng ta đi bơi, ở trên bờ các cháu đừng chạy. Sàn ướt rất trơn ta sẽ ngã đau. Và nhớ không được lặn xuống dưới nước. Mình có được chạy trên bờ không? Không được ạ. Mình có được lặn xuống dưới không? Không được ạ. Được đi bơi mình rất vui. Chúng ta đi bơi mẹ và ba. Được đi bơi mình rất vui. Sương nắng ngày thôi thật rất tuyệt. Hãy nhớ khi chúng ta đi bơi, ta không nên đi ra chỗ sâu. Hãy nhớ bơi đúng nơi quy định, cùng mẹ ba mình nha. Các cháu đã nhớ chưa? Nhớ rồi ạ. Các cháu có vui không? Dạ có ạ. Được đi bơi mình rất vui. Chúng ta đi bơi mẹ và ba. Được đi bơi mình rất vui. Sương nắng ngày thôi thật rất tuyệt. Qua đường cẩn thận nào. Không ba ơi, để con tự làm. Tòng quay xe nhanh nhanh, xe cứu thương đi nào. Xích xác dừng, xích xác dừng. Tòng quay xe nhanh nhanh, xe cứu thương đi nào. Rất thú vị bạn ơi. Kiểm tra xung quanh khi lái xe này. Ôi không không, có chướng ngại. Dừng xe nhanh thôi, ta hãy xem nào. Tớ phải làm sao? Bây giờ bạn đã an toàn rồi.
Về những cảm xúc nhé con yêu. Tức giận. Tức giận. Làm mặt không vui khi mình bực tức. Làm mặt không vui khi mình bực nhé. Rồi khi con thấy rất bực tức và muốn nói cho cả thế giới thì hãy quay lưng lại nha con. Vui vẻ. Vui vẻ. Nào con, yêu khi ta vui hãy nhảy thật cao. Nào con, yêu khi ta vui hãy nhảy thật cao. Rồi khi con thấy rất hạnh phúc và muốn nói cho cả thế giới, con ơi ta hãy luôn cười thật to. Ngại ngùng. Ngại ngùng. Nào con, yêu khi ta ngại ngùng mình đi trốn. Nào con, yêu khi ta ngại ngùng mình đi trốn. Rồi khi con thấy ngại ngùng quá và muốn nói cho cả thế giới thì hãy nhớ che mặt nghe con. Aha. Đây là Mia. Mia, nói chào bạn nào. Buồn. Buồn. Nào con yêu hãy cứ khóc khi mình buồn nhé. Nào con yêu hãy cứ khóc khi mình buồn nhé. Rồi khi con thấy rất buồn bã và muốn nói cho cả thế giới, hãy khóc to lên nào con yêu. Giận dữ. Giận dữ. Nào con yêu khi ta tức giận mình dậm chân. Nào con yêu khi ta tức giận mình dậm chân. Rồi khi con thấy rất giận dữ và muốn nói cho cả thế giới dậm chân ngay thôi nào con yêu. John, chúng ta phải chia sẻ đồ chơi và chơi cùng các bạn chứ. Sợ hãi. Sợ hãi. Nào con yêu hãy kêu to khi mình sợ hãi. Nào con yêu hãy kêu to khi mình sợ hãi. Rồi khi con thấy rất sợ hãi và muốn nói cho cả thế giới, hãy nhớ kêu to lên nào con yêu. Hào hứng. Hào hứng. Cùng đập tay khi ta thật hào hứng. Cùng đập tay khi ta thật hào hứng. Rồi khi con thấy rất hào hứng và muốn nói cho cả thế giới, đập tay ngay thôi nào con yêu. Buồn ngủ. Xem ai đang buồn ngủ này. Cho thật kỹ nhé em à, đợi
ngoan ở đây nhé, con yêu. Không. Đồ ăn thật ngon, lại đây chúng mình hãy cùng ăn nào. Đồ ăn thật ngon và học cách ăn an toàn nha. Ôi không, con yêu. Này em, làm nguội thức ăn trước khi mình ăn. Đừng quên làm nguội thức ăn khi ăn nhé. Con yêu giỏi lắm. Con có muốn ăn thêm không? Đồ ăn thật ngon, lại đây chúng mình hãy cùng ăn nào. Đồ ăn thật ngon và học cách ăn an toàn nha. Ngon quá. Nhìn này em, mình không nên ăn như vậy đâu. Lắm con yêu. Kìa đồ ăn thật ngon.